nữ đang cho con bú. Theo đông y, chè vàng có tính mát, được sử dụng để thanh nhiệt cơ thể, giải độc, mát gan, giúp da dẻ mịn màng, ngăn ngừa mụn nhọt, kích thích ăn ngon, ngủ ngon giấc. Với phụ nữ sau sinh, chè vàng có tác dụng lợi sữa, kích thích tiết sữa, kháng khuẩn, kháng viêm, bế kinh, khí hư và giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, cao chè vàng còn có tác dụng chữa mất ngủ, chứng biếng ăn, cho người cao huyết áp, xơ vữa động mạch, chữa các bệnh về răng miệng và ngăn ngừa ung thư, chữa mụn trứng cá, làm lành vết thương và vết rắn cắn. Với tất cả các tác dụng trên của cao chè vàng, chúng ta đều có chung một cách sử dụng. Mỗi ngày dùng 1/2 miếng cao chè vàng hoặc tùy nhu cầu sử dụng của mỗi người, hòa với 1,5 lít nước 70-80 độ, uống ngay khi còn nóng ấm càng tốt, và chia làm nhiều lần uống hết trong ngày. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các cách sử dụng của cao chè vàng và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cao chè vàng tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Cao chè vàng 100% cô đặc từ lá chè vàng sẽ tươi, không qua tạp chất, quy trình điều chế, sản xuất nghiêm ngặt, an toàn vệ sinh, dạng cao, cô đặc, dễ sử dụng, dễ uống, thời gian bảo quản được lâu, phù hợp với mọi đối tượng. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn nút đăng ký.